nhau tìm hiểu được những cái từ vựng liên quan đến thời gian này cũng như là ở những cái hành động bình thường của mình đúng không? Rồi là học về số từ đúng không các bạn ơi? Và thì ngày hôm nay chúng mình hãy áp dụng cái số từ để để mình nói giờ các bạn nhé. Và xem như thế nào nhá. Nhắc lại một chút nào. Giờ thì mình sẽ dùng số từ gì? Số từ thuần hàn đúng không? Còn phút thì mình dùng dùng số từ gì À? Hán hàn hàn được chưa nào? Ở đây mình có 6 giờ đúng không các bạn ơi? 6 giờ. Vậy thì mình sẽ có gì? Giờ sau search... 입니다. 6시 이에요. 루즈아 các bạn 이에요. 그래 cũng được. 아, 예요. 루즈아. 6시에요. 루즈아. 6시입니다. 어디 là bao giờ, mấy giờ các bạn ơi? 6 giờ đúng không ạ? 6시. nhìn cho trang là câu số 1 là gì đây? Kim giờ chỉ số 3, 3 giờ bao nhiêu phút đấy? 10 phút. 3 giờ 10 phút mình nói như thế nào các bạn? 3 giờ là cái gì? Vốn dĩ số 3 là set Thế nhưng về sau nó có có một thằng gì ạ? Danh từ đơn vị she chỉ giờ đúng không? Nên là cái thằng xếp này lại bất phạt chim đi còn lại gì? She đúng không các bạn ơi. Thế mình có cái gì đây? 3시. 10 phút là gì? 10, 10분. 3시 10 phút 3 mì 10분입니다. Bây câu số 2 nào. 4 giờ 15 phút đúng không? Tương tự như thế mình không gọi 넷시 mà mình học gì ạ? 네시 đúng không ạ. 네시 15 là gì? 15 phút 4시 15분입니다. 4시 15분입니다. 맞죠? 4h15分. 4 giờ 15 phút. Ở đây là mấy giờ các bạn? 6 giờ 50. Thế không chính xác lắm đúng không? 6 giờ 50 thì là gì? 6 giờ 여섯 시50 50분입니다. 6시 50분입니다. Và cuối cùng là gì các bạn ơi? 5 giờ 20 phút mình sẽ nói như nào đây? 다섯 시 20분입니다. 다섯 시 Dạ, vậy thì thông qua đây các bạn đã, bây giờ đã có thể đọc được giờ thoải mái chưa? Không cần đọc giây đâu, chỉ cần đọc giờ với phút thôi các bạn nha Mình nhắc lại một lần nữa nhé Giờ thì sẽ đi với số từ tuần Hàn đúng không? 하나, 둘, 셋, Còn uh, phút thì sẽ đi với số từ Hàn Hàn đúng không? Đi lên giảm giảm được sẽ Rồi, tiếp theo ở đây là Cái câu số 2 là cái câu mà sử dụng cấu trúc gì các bạn ơi? Một mô e kata đi đến đâu đó đúng không? E chỉ đứng sau một cái thằng danh từ chỉ địa điểm đúng không ạ? Chích đang ấy, khai ở. Chích ấy, khai Tôi đang đi đến gì? Nhà ăn, nhà hàng đúng không? Trang sẽ làm trước câu 1 và câu 2 còn câu 3 và câu 4 các bạn sẽ về nhà làm nha. Câu 1 và câu 2 ở đây mình có từ thô so quản. Thô so quản là cái gì à, các bạn ơi? Thư viện đúng không? Nó cũng là một cái từ chỉ địa à? ờ, địa điểm đúng không ạ? Thô so quản ấy, khai Tôi đi đến đâu ạ? À? Thư viện đúng không? Thô so quản ấy, khai Tiếp theo. Thế học Thế kêu thì ở đây mình dùng ta cũng được Mà các bạn dùng là ta cũng được Thế 학교에 다녀요 Được chưa? H학교에 가요 Cũng được các bạn nha Đó thì bây giờ các bạn về nhà làm thứ Thường vấn và 은행 với mẫu câu tương tự như thế các bạn nha Một mẫu 에 가다 에 오다 에 다니다 Nhớ dùng những cái đấy và Bây giờ khi mà đưa vào một câu rồi Thì các bạn phải vứt ta đi và thêm đuôi câu vào Đuôi câu 비읍습니다 Hoặc là đuôi câu 아오요 được được các bạn nha Được chưa ạ? Tiếp theo ở đây mình sẽ có một vài câu luyện nói thì các bạn sẽ cùng nhau xem thử à, mình sẽ luyện như thế nào nhé. Ở đây mình có luyện tập thêm giờ và cái gì đấy ạ? À? Những cái hành động trong ngày đúng không? Hành động gì? 일어나다. 일어나다 này có nghĩa là thức dậy đúng không? Vào mấy giờ? 오전 7시. -si. -si. chưa? Vào 7 giờ sáng thì sao đây? 몇 시에 -e Người ta hỏi như thế đó các bạn. 몇 là gì à các bạn ơi? 몇 chi là mấy giờ đúng không? Mèo chi ý Bây giờ mình đang hỏi mà vậy suy ra mình sẽ hỏi chủ ngữ câu này là ai? Ngôi thứ hai đúng không? Bạn từ cuối lên ý là Thức dậy vào mấy giờ Thì cái e này nó không chỉ đi với uh, danh từ chỉ thời gian Địa điểm mà nó còn đi với danh từ chỉ thời gian nữa đúng không? Vào tháng mấy ngày mấy hôm trước mình học rồi bài số 4 đúng không ạ? Chạm béo chi ý Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? Lúc này bạn kia trả lời là gì? 오전 일곱 ý 일어나요? 저는

50 분에 1을 닦아요. 괜찮아요? Rất là đơn giản đúng không nào? Tương tự nhá. Sẽ xua à, bây giờ em hỏi là mình muốn hỏi là bạn ngủ vào lúc mấy giờ? Bạn đánh răng vào lúc mấy giờ? Mình nói như nào đây? Mẹ xe xe Mình không dùng ha tà nữa mà mình dùng ao yo nhá Mẹ xe Bạn đánh răng vào lúc mấy giờ thì bạn kết trả lời là gì? À, 저는 오전 7 시에 세수해요 오전 7 시에 세수해요 rất là đơn giản đúng không? Các bạn sẽ dùng mẫu câu hỏi như thế này, hỏi là mấy giờ bạn đi tắm này, mấy giờ bạn ngủ này và cái người kia sẽ trả lời theo cái cách như thế này. Được chưa ạ? Rất là đơn giản đúng không nào? Vậy Trang đã làm cho các bạn vần mẫu và câu 1 và câu 2 rồi. Câu 3 và câu 4 chúng ta sẽ về nhà tìm hiểu thêm và luyện tập thêm các bạn nhé. Rồi thêm một mẫu nữa nha. Mẫu này, bây giờ có cái gì đây? Nhìn nào. Ô chủ chỉ. vào lúc 2 giờ thì sao? Thô so quan, thư viện và che gửi đọc sách đúng không nào? Thì bạn A hỏi cái gì đây? bố hu tu si e bùi là dưa thì cái từ bùi này nghĩa là gì đây các bạn có thể nhìn ở phần tips lưu ý hội thoại này bùi là dạng rút ngắn của cái từ bù ó sê là dạng bù ó tức là bạn làm cái gì chạ bùi hè ó bù ó bạn làm cái gì e vào mấy giờ ố hu hai giờ chiều hai giờ chiều thì bạn làm gì đúng không ạ thế bạn kia trả lời là gì Thổ sơ quan này sao? Chê cười đi cười ạ. quan này sao? Chê cười. 읽어요. 자, ở đây lúc này người ta không nói lại từ ố hư nữa bởi vì sao đây ạ? Người nói và người nghe đều hiểu người ta đang hỏi đến mấy giờ rồi đúng không? Thì trong tiếng Hàn những cái từ, những cái phần thành phần mà bị lặp lại như vậy thì người ta thường hay lược bỏ đi, được chưa ạ? Thì mình nói là gì đây? Vốn dĩ là gì? Cho nên 저는 오후 2시에 도서관에서 책을 읽어요. Bình thường mình nói như thế đúng không ạ? Tuy nhiên những cái thằng phía trước bị lặp lại nên mình chỉ cần nói gì đấy? 도서관에서, sao đã học rồi đúng không ạ? 책을 읽어요. Được chưa tương tự như thế, trang sẽ hỏi là gì? 오전 9 giờ, 뭘 vậy? 5h9 giờ, gì vậy? vào chín giờ thì bạn làm cái gì? bạn cái trả lời là gì đấy? 저는 학교 공부해요. thì thiếu gì á? À, 학교에서, đúng không? 학교에서 공부합니다. 공부해요. này giữa, tương tự như thế, trang sẽ hỏi là gì? bây giờ trang làm câu bốn đi. 오후 7 시에 뭘 해요? bạn sẽ làm gì vào 7 giờ tối đúng không ạ? Bạn kết trả lời là gì? 저는 집에서 밥을 먹어요. 집에서 밥을 먹어요. Hành động 밥을 먹다 ăn cơm ở đâu? Nhà đây là chip sẽ đi với 에서. 집에서 밥을 먹어요. Được chưa các bạn? Rất là đơn giản đúng không? Đó, vậy thì trong cái phần mẫu này Trang cũng đã làm mẫu và làm câu 1 và câu 4 rồi. Câu 2 và câu 3 là xúc chế của các bạn được chưa ạ? Về làm bài tập về nhà cái này nhá tiếp theo là ở đây mình có thêm cả câu thứ ba nữa một cái mẫu câu như thế này mình sẽ nói như nào đây học kỳ rồi thì cứ thổi là cái gì các bạn ơi ngày mai đúng không nếu học kỳ cao rồi thì học kỳ cao câu hỏi đúng không ví dụ chẳng bảo là nếu học kỳ cao có nghĩa là gì câu trần tuyệt bình thường còn khi mà đuôi câu nâng cái giọng lên thì mình sẽ đọc là gì ạ mình sẽ nghĩ ngay đến đó là câu gì các bạn ơi câu hỏi đúng không học kỳ đúng không ngày mai bạn có đến trường không thì bạn sẽ trả lời là nhiều nhiều không 안 가요. 안 가요. Không đi, ngày mai tôi không đi đúng không ạ? Thố sao qua nhé, Mình không đến trường đâu mà mình đến thư viện thì thư viện nó nằm trong trường thì cũng là đến trường thôi đúng không? À thố sao qua nhé, khai Rất là đơn giản mình sẽ dùng mẫu câu này để mình hỏi về dưới nha. Bây giờ Trang sẽ chọn làm hai câu 2 và câu 3 đi. Trang sẽ chọn hai câu này. Còn câu 1 và câu 4 sẽ là những cái câu ờ uh, chúc chế của các bạn được chưa ạ? Chọn câu 2 nào. 내일 네, 백화점에 가요. 백화점 là gì? Các bạn ơi, trung tâm thương mại đúng không? Ngày mai bạn có đến trung tâm thương mại không? Thế bạn cái trả lời là gì đấy? không, mình không đến trung tâm thương mại đâu mà mình sẽ đi chợ thôi. Mình nói như nào các bạn? 아니요. 백화점에 안 가요. Hoặc là chỉ cần 안 가요 là được chưa? 시장에 가요. 시장에 가요. Được chưa? Mình sẽ dùng như thế thôi. Tiếp tục tương, tương tự như thế. 시장 và 극장. Thế bạn kêu hỏi là 음, um, 모레. 시장에 가요. đây là gì các bạn ơi? ngày kia đúng không? Ngày kia thì bạn đi chợ à? Thế bạn kia trả lời là gì? Anh nhớ ạ, cái ạ. Không, mình không đi chợ đâu mà mình đi đâu các bạn ơi? Cực trang cả ạ. Mình đi ạ, à? đi dạp, dạp, dạp chiếu phim đúng không? Mình đi xem phim đúng không ạ? Vậy thì ở đây dựa vào cái câu này các bạn có thể làm những cái ví dụ tương tự như thế các bạn nhé và những cái câu này là bình thường mình trong đời sống bình thường của mình cũng rất là hay dùng nên các bạn vừa làm vừa lưu ý nhớ những cái này cho nha Cuối cùng của chúng ta sẽ là một cái đoạn nội thoại và chúng ta hãy cùng nhau đọc cái đoạn nội thoại này các bạn nhá. Ở đây mình có gì đấy? Ủa cho nghe bối Đã mình học cái này rồi đúng không? Bối heo là gì các bạn ơi? Là làm cái gì đúng không ạ? Ủa cho nè. Vào buổi sáng bạn làm gì vào buổi sáng? Bạn hãy trả lời là Hắc kêu hay Cùng vui heo. Hắc kêu hay sao? Cùng vui heo. Mình học ở trường đúng không nào? Và bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu xem, uh, xem thử là đoạn nội thoại này có nội dung như thế nào các bạn nhá. Dạ. Ở phần này các bạn sẽ về nhà làm nhé, Trang sẽ đọc cái phần uh, đây, Trang sẽ đọc cái phần này cho các bạn được chưa? Nào cùng nhau đọc nhá. A và B nào. Y Yuna shi, Yuna shi mà bạn tên là Yuna đúng không? Yuna shi, ố cho nè -e buổi -e hè ó. Bạn A hỏi như vậy. Yuna ơi, vào buổi sáng thì bạn làm cái gì? Bạn B chính là bạn Yuna trả lời cái gì đấy? Học kêu e so, Học kêu hè Mình học tiếng Hàn ở trường, mình học ở trường đúng không? Tiếp tục bạn A lại hỏi tiếp. Ố e buổi hè ó. Ố buổi hè bạn làm cái gì vào buổi chiều? À, thế bạn kia trả lời là chỉ bây giờ xúc chê hết xúc chê hát à vừa nãy học là cái gì à, các bạn ơi bài tập về nhà đúng không chỉ bây giờ xúc chê hết mình làm bài tập về nhà ở đâu ạ à? ở nhà đúng không ạ tiếp theo bộ thông chia trái ó bình thường mình có từ bỉa chia trái các bạn học rồi đúng không bạn ngủ lúc mấy giờ nhưng cái từ thông này là lần đầu tiên mình thấy đúng không ạ à? thông này có nghĩa là bình thường thì 보통 몇 시에 자요? Bình thường mấy giờ bạn ngủ đúng không ạ? Thì thanh niên nghe trả lời là gì đấy? 밤 11시에 자요. 밤 11시. Mấy giờ? 11 giờ đêm đó các bạn. 밤 11시. 밤 11시에 자요. giờ người ta không dùng là ủ hu nữa rồi xưa ạ. Người ta dùng 밤 luôn. 밤 11시에 자요. Tôi ngủ vào lúc 11 giờ đêm đúng không nào? Vậy tùy vào cái phương pháp này, ở đây có mẫu như thế này. Tương tự như thế thì các bạn hãy dùng những câu này để cùng làm những cái câu ví dụ với bạn của mình nha. Vậy là ngày hôm nay thì chúng mình đã cùng nhau học được những cái thời từ vựng chỉ thời gian này đúng không ạ? À? Rồi là gì những cái hoạt động bình thường những cái động từ chỉ những cái hoạt động ngày thường mà các bạn hay làm, cũng như là mình học thêm được các cái số từ uh, thuần Hàn đúng không? Vậy là số từ chúng ta đã học xong hết rồi. Số từ Hàn Hàn số từ thuần Hàn đã học xong hết rồi này. Rồi chúng ta còn học thêm được gì đấy ạ? À? Cách biểu hiện giờ đúng không ạ? À? Ở trong tiếng Hàn đúng không? Học thêm được một từ để hỏi gì đây? nhớ? được chưa? Cũng như là cùng nhau làm những cái ví dụ và những cái uh, cấu trúc sử dụng những cấu trúc mà chúng ta đã học để làm những ví dụ khác nữa thì hy vọng là trong cái bài uh, video ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn uh, có thể học tiếng Hàn đơn giản hơn tại nhà. 수고하셨습니다.